Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Nghệ sĩ Dưa Leo vụ kiện kết thúc Tờ báo nhân dân của đảng phải xóa bài Ông Nguyễn Phúc Giao Huy hay còn gọi là nghệ sĩ Hải độc thoại Dưa Leo vào hôm 1 tháng 6 năm 2022 đăng tải thông tin trên trang Facebook cá nhân cho biết Vụ kiện của ông với tờ báo nhân dân đã kết thúc và tờ báo này rút các bài viết liên quan đến ông trên báo mạng xuống Tờ báo Nhân dân của Đảng đã phải xóa các bài báo liên quan đến tôi. Các bài báo khác trích dẫn tờ báo cũng phải xóa đi. Ông Gia Huy viết và cảm ơn những người đã ủng hộ ông vì đây là một trong những sự kiện ảnh hưởng nặng nề đến tinh thần của người nghệ sĩ này nhất. Trưa ngày 1 tháng 6, khi phóng viên thử truy cập các đường link của các bài viết có liên quan đến ông này trên các báo của nhân dân, thì hiển thị dòng chữ không tìm thấy nội dung, cho thấy những bài báo này đã bị rút xuống. Được biết, tờ báo Nhân dân chính là tờ báo và tiếng nói của Đảng Cộng sản Việt Nam. Đây là hình ảnh bài viết của Dưa Leo có tựa đề Nấp bóng truyền bá tri thức để kích động chống phá đất nước. Hiện vẫn còn ở những báo điện tử khác và nguồn là theo báo Nhân dân. Ông Gia Huy từ chối tiết lộ thêm về chi tiết vụ kiện này. Phóng viên cũng đã gọi đến số điện thoại của báo Nhân dân và đề nghị xác nhận thông tin về vụ việc. Tuy nhiên, người trực máy cho biết đây chỉ là số của tổng đài tờ báo này và đề nghị chúng tôi gọi lại sau. Vào hồi giữa tháng 1 năm ngoái, nghệ sĩ Dưa Leo đăng tải một video lên kênh YouTube cá nhân cho biết ông đã nhờ đến luật sư để yêu cầu tờ báo Nhân dân phải cải chính xin lỗi vì bài báo đã xúc phạm ông. Trước đó không lâu, tờ báo là cơ quan ngôn luận của Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam mà người đứng đầu là Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đăng bài viết của tác giả Việt Quang với tiêu đề Nấp bóng truyền bá tri thức để kích động chống phá đất nước với mục đích để công kích nghệ sĩ hài độc thoại dưa leo nhưng không đưa ra bất kỳ bằng chứng nào. Trong bài báo, tác giả cũng nhắc đến Đài Á Châu Tự Do và các cơ quan truyền thông khác như tờ BBC hoặc Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ và gọi các cơ quan báo chí này là nổi tiếng chống cộng hoặc rất thiếu thiện trí với Việt Nam hoặc là đám báo chí kền kền. Ngoài ra, sau khi ông Gia Huy thông báo bắt đầu vụ kiện thì tờ báo này tiếp tục đăng thêm hai bài là Nếu biết quay đầu cũng chưa muộn của tác giả Thành Sơn và Hoài Ân dẫn lại các trang vẹp thân chính phủ tiếp tục chỉ trích nghệ sĩ Hải độc thoại và cho rằng Gia Huy cố tình làm ẩm mỹ sự việc để đất đánh bóng tên tuổi. Đây là hình ảnh nghệ sĩ Hải độc thoại Dưa Leo có kênh Youtube cho tới 800.000 người theo dõi. Bài trên báo Nhân dân đã viết rằng nghệ sĩ Dưa Leo lấy danh nghĩa truyền bá kiến thức, phản biện xã hội nhằm lợi dụng sự thiếu hiểu biết của một bộ phận người sử dụng mạng xã hội tại Việt Nam, nhất là thanh thiếu niên, để thu lợi từ các khoản tiền ủng hộ bất chính và thực hiện các mục đích thiếu trong sáng khác. Và sản xuất video với hình thức phản biện xã hội nhưng về thực chất là bôi đen, xuyên tạc sự thật về tình hình chính trị, kinh tế xã hội đất nước hạ bệ thần tượng các lãnh tụ của phong trào cộng sản và cách mạng thế giới. Tờ báo Nhân dân này của Đảng Cộng sản Việt Nam còn cáo buộc nghệ sĩ rằng Gia Huy đã tiếp tục trượt dài trên con đường đối lập chống phá đất nước. Vào hồi tháng 12 năm 2016, nghệ sĩ Dưa Leo từng được mời gặp làm việc với Công an Phòng An ninh Chính trị Nội bộ PA83 tại thành phố Hồ Chí Minh vào, hôm vào ngày 12 tháng 12 Tin trên đài BBC cho biết Vlog Dưa Leo, tên thật là Nguyễn Phúc Gia Huy, được mới lên trụ sở phòng PA83 với đoạn clip trong đó anh nói rằng ở Việt Nam không hề có tự do ngôn luận. Đây là hình ảnh YouTube Lê Dũng Vô và chuyên bình luận thời sự vào hôm 23 tháng 3 năm 2022 bị Toán Hà Nội cáo buộc tuyên truyền chống nhà nước và phạt ông tới đến 5 năm tù giam. Trả lời đài BBC vào hôm 13 tháng 12, nghị sĩ Hải này cũng đã nói rằng Tôi quyết định đi theo giấy mời vì tôi nghĩ giấy mời này như mời tiệc cưới vậy. Người ta có lòng mời thì tôi có lòng đi thôi. Không đi người ta phật lòng. Nói dân dã hài hước là vậy, còn nói kiểu cứng nhắc là công dân Việt Nam. Tôi tuân thủ hiến pháp và pháp luật nên tôi thu xếp thời gian làm việc với PA83 trên tinh thần làm tròn nghĩa vụ một công dân. Anh cho biết vào buổi gặp như sau nếu tôi bị phạt thì điều này mới chứng tỏ tôi xâm phạm tự do ngôn luận, mà sự thật thì tôi không bị phạt. Về nội dung làm việc với bên công an thì xin lỗi quý đài, họ nói ta tôi phải cam kết không được công bố trên mạng, nhưng tôi cũng khó nói lắm, ông nói. Fanpage của Dưa Leo, người có tên thật là Nguyễn Phúc Gia Huy, hiện đang có hơn 800.000 người theo dõi. Mỗi clip của ông này từng nhận được hàng chục ngàn lượt link trên trang Facebook Riêng kênh của anh trên Youtube hiện có trên 800.000 người liên tục đăng ký. Trên trang cá nhân của anh hiện có nhiều clip bình luận về hiện tượng Việt Nam nói là làm, nợ công, tham nhũng, giáo dục, xe chính phủ, phẫu thuật thẩm mỹ vân vân. Anh giải thích, thật sự là tôi không nghĩ là một ngày tôi sẽ bị công an mời. Vì clip của tôi phản ánh cái sai, cái hư, cái xấu trong xã hội, chứ tôi không bao giờ tự nhận mình làm clip về chính trị cả tôi chỉ làm clip hài hước nhằm giúp cho xã hội tốt lên, vậy thôi. Thế mà khổ người nghe hiểu ý, người nói vô tình, nên tôi mới được công an mời lên, ông nói. Đây là hình ảnh kênh youtube của nghệ sĩ Dưa Lèo. Vlog này sinh năm 1982, được xem là nghệ sĩ hài độc thoại tiên phong tại Việt Nam. Ngoài việc đăng tải các video clip hài hước và châm biếm thực trạng xã hội tại Việt Nam Dưa leo cũng tham dự nhiều cuộc trình diễn tại các quán cà phê và tụ điểm giải trí khác. Anh khẳng định với đài nói BBC rằng: "Tôi sống ở Việt Nam, tôi phải tuân thủ đúng tinh thần sống và làm việc theo hiến pháp và pháp luật ở Việt Nam thôi. Rồi tôi chỉ làm clip hài về xã hội. Vậy mà không hiểu sao luôn có comment né chính trị ra nhá, sao lại xa đà chính trị đến như vậy? Ai đó tự kêu đây là chính trị chứ không phải tôi." Anh nói tiếp. Ai có thể cung cấp dùm cho tôi danh sách các chủ đề nào bị gọi là nhạy cảm, chủ đề nào là lãnh cảm, chủ đề nào là ho cảm hay không, nên tôi vẫn làm clip nào mà xã hội đang chú ý, vậy thôi. Dĩ nhiên, sau khi được công an mời lên rồi, về thì tôi phải nghĩ kỹ chút, kẻo không thì họ lại mời, lần nữa cũng mệt, anh nói. Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Nếu tôi lầm, Theo Gót Trần Đại Quang thì ai sẽ thay thế đây. Gia tộc ông Trần Đại Quang là một gia tộc lớn ở tỉnh Ninh Bình. Ông Trần Đại Quang từng là tiền nhiệm của ông Tô Lâm và sau đó đã leo lên đến chức chủ tịch nước, nhưng chiếc ghế bộ trưởng Bộ Công an lại cho chính ông Tô Lâm. Việc lên chức của ông Trần Đại Quang được xem như là rủi hơn là may, vì thực chất chiếc ghế chủ tịch nước là chiếc ghế hữu danh vô thực, không tự bảo vệ được bản thân. Và kết quả là ông Trần Đại Quang đã ngã bệnh rồi chết một cách hết sức bí ẩn. Khi ông Trần Đại Quang sắp rời khỏi chức vụ Bộ trưởng Bộ Công an, thì trong bộ này cũng nổi lên một nhân vật triển vọng, đó là ông Tô Lâm. Vào năm 2015, khi sắp mãn hạn nhiệm, báo chí thường hay đưa tin ông Tô Lâm thay mặt ông Trần Đại Quang giải quyết các vấn đề của Bộ Công an. Và sau đó, ông Trần Đại Quang đã rời ghế Bộ trưởng thì không ngoài dự đoán. Ông Tô Lâm đã nhảy lên nắm chức bộ trưởng Bộ Công an, đây quyền lực ở Việt Nam. Đây hình ảnh tiền nhiệm của ông Tô Lâm là ông Trần Đại Quang. Chức bộ trưởng Bộ Công an là chiếc ghế nắm thanh gươm của chế độ. Ai lôi kéo được ông Tô Lâm về phe của mình thì người đó sẽ có sức mạnh vô biên trên chính trường. Đã 7 năm trôi qua, ông Nguyễn Phú Trọng đã dùng Tô Lâm vào nhiều việc khó giải quyết. Hiện nay Tô Lâm đã đầu quân trong phạm minh chính nên sinh mệnh chính trị của Tô Lâm xem ra cũng khó mà kéo dài cho được. Bài học Trần Lệ Quang còn đó không biết ông Tô Lâm đã học được gì. Những ngày sau khi từ Mỹ trở về, ông Tô Lâm cần phải xuất hiện để lo nhiều công việc lớn nhưng ông đã vắng mặt hết sức bí ẩn. Giai đoạn này, Bộ Công an vẫn đang hoạt động bình thường. Vậy câu hỏi đặt ra là ai thay thế vai trò của ông Tô Lâm khi ông này không xuất hiện. Vào ngày 29 tháng 5 vừa qua, báo Việt Nam Net có bài Bộ trưởng Tô Lâm bổ nhiệm chức vụ mới cho 3 tướng công an. Nội dung cho biết ông Tô Lâm đã bổ nhiệm các chức vụ như Cục trưởng, Cục khoa học, Chiến lược và Lịch sử, Công an, Giám đốc Học viện Chính trị Công an Nhân dân, Hiệu trưởng Trường Đại học An ninh Nhân dân. Thông tin này diễn ra sau khi lời đồn của ông Tô Lâm ngã bệnh đang bùng lên bánh liệt. Nếu ai đọc tiêu đề thì tưởng rằng ông Tô Lâm đã xuất hiện, nhưng thực tế không phải như vậy. Thực hiện việc bổ nhiệm ấy chính là ông Trần Quốc Tỏ, cấp phó của ông Tô Lâm. Đây là hình ảnh bài báo trên báo Việt Nam Net đưa tin Tô Lâm ký quyết định bổ nhiệm. Theo báo chí cho biết thì ông Tô Lâm đã ký quyết định điều động Trung tướng Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Vi Dân, Giám đốc Học viện Chính trị Công an Nhân dân đến nhận công tác và giữ chức Cục trưởng Cục khoa học Chiến lược và lịch sử công an. Điều động thiếu tướng, phó giáo sư tiến sĩ Phan Xuân Tuy, hiệu trưởng trường đại học an ninh nhân dân đến nhận công tác và giữ chức vụ giám đốc học viện chính trị công an nhân dân. Tại buổi trao quyết định thay mặt đảng ủy công an trung ương, lãnh đạo bộ công an, ông thượng tướng Trần Quốc Tỏ, thứ trưởng của bộ công an Việt Nam đã trao tặng hoa và chúc mừng trung tướng, phó giáo sư tiến sĩ Trần Vi Dân trao quyết định và tặng hoa chúc mừng Thiếu tướng Phó Giáo sư Tiến sĩ Phan Xuân Tùy. Trước đó, chiều ngày 28 tháng 5, ông Trần Quốc Tỏ cũng đã trao các quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an điều động và bổ nhiệm Thiếu tướng Tiến sĩ Đoàn Minh Lý, Phó Cục trưởng Cục An ninh Nội địa đến nhận công tác và giữ chức vụ Hiệu trưởng Trường Đại học An ninh Nhân dân. Ngoài ra, nhiều hoạt động của Bộ trưởng trước Quốc hội, ông Trần Quốc Tỏ đều là người đứng lên thay mặt từ đây nhiều người cũng đã hình dung ra nhân vật có thể thay thế ông Tô Lâm nếu ông Tô Lâm không còn giữ chức Bộ trưởng Bộ Công an nữa. Đây hình ảnh ông Trần Quốc Tỏ thay ông Tô Lâm đưa quyết định vào ngày 28 tháng 5. Ông Trần Quốc Tỏ chính là em trai của ông Trần Đại Quang. Thế và lực của ông Trần Quốc Tỏ không hề nhỏ. Việc Bộ Chính trị đưa ông Trần Quốc Tỏ về làm Thứ trưởng Bộ Công an cũng là một dạng cơ cấu chiếc ghế của ông tô lâm xem ra không còn giữ được lâu nữa muốn lắm là đến hết nhiệm kỳ và khi đó có thể nói gia đình ông trần đại quang sẽ thu lại chiếc ghế bộ trưởng bộ công an đầy quyền lực